Hoa Phương. Xem ngay những tập tiếp theo trên siêu ứng dụng giải trí VEON. Thơm quá à. Đồ ăn ai nấu mà ngon ghê. Sao giờ trễ quá vậy? Con chờ ba nãy giờ luôn á. Xém xíu nữa là con nhậu trước rồi đó nha. Này, hôm nay con gái của ba làm mồi hơi bị bén. Sao con nói con bỏ rượu rồi? Cái này bia mà. Ngày trọng đại như vậy á, là mình phải uống mừng một ly để chúc mừng con gái của ba lấy chồng. Con đi lấy chồng? Là một người con gái khác của ba. Trúc Mai đi lấy chồng. Đừng có nói với ba lại là... Ba đoán đúng rồi đó. Con rể hụt của ba bây giờ trở thành con rể thiệt rồi đó. Cả nhà của anh Khoa hả, đồng ý để cho hai người đó cưới nhau rồi. Mẹ của ảnh á, chịu thua rồi. Chuyện này sao có thể xảy ra được? Lớn chuyện rồi. Làm sao đây? Ba kỳ ghê á. Tính ra là ba chưa có nuôi chị Mai được ngày nào luôn á. Vậy mà bây giờ chị chuẩn bị cưới người chị yêu, ba không nói được lời chúc mừng nữa. Quá đáng thiệt chứ. Ba nói rồi mà, Trúc Mai không được lấy thằng Đăng Khoa, không được bước vô nhà đó. Bởi vì mẹ ruột của Trúc Mai là... Mẹ ruột của chị Lai? Hả? Sao có mỗi lần nhắc tới mẹ ruột của chị Mai á là ba cứ hằng học? Hay là... ba còn thương người ta. Nè, con biết rồi. Mẹ ruột của chị Mai bây giờ biết chị chuẩn bị cưới chồng nhà giàu, cho nên quay trở lại để tống tiền. Đúng không ba? Đúng không? Không phải vậy đâu. Đừng có ngồi mà suy đoán lung tung nữa. Con cũng không cần biết chuyện đó làm gì. Ba, đang nói chuyện mà đi đâu vậy? Ba chơi vậy lần sau không chơi nữa đâu á nha. Thôi kệ đi, sao không được hết đó. Bây giờ anh Khoa anh chuẩn bị cưới vợ rồi, sao cảm xúc của mình rối bời quá vậy nè. Dù gì cũng là crush cả tháng trời chết gì đâu. Mồi ngon vậy, nhậu mình cũng được chứ sao. Em nói với chị Trà My á, như thế nào mà bây giờ chị chấp nhận Trúc Mai là sao? Anh im đi, anh làm tôi không có suy nghĩ được cái gì hết á. Suy nghĩ gì đó em? Cái chuyện quan trọng bây giờ là ngăn cản không cho hai tụi nó cưới nhau. Em không lấy cái quân bài đã chuẩn bị sẵn ra sử dụng hả? Đáng lý ra mà gặp mặt là phải lấy ra xài liền, còn giấu bài chi nữa? Anh còn dám nói với tôi hả? Anh làm được cái gì mà anh ý kiến với tôi? Anh còn vậy là tôi phải làm gì nữa hả? Lúc đó đang có ông Hải, tôi không có nói được cái gì hết á. Còn chị Trà My á, bây giờ giống như là chị bị tẩy não rồi. Chị đã quyết định buông tay rồi. Chị buông rồi em cũng buông, rồi đứng nhìn hai tụi nó cưới nhau. Anh nghĩ tôi điên sao? Lúc đó tôi đang định dùng cái chiêu là một mũi tên bắn chết hai con nhạn. Nhưng mà bây giờ tôi không có dùng cái chiêu đó được nữa. Nếu như mà tôi tiếp tục sử dụng á, thì chị Trà My có thể sẽ hủy hoại gia đình mình á. Vậy bây giờ tính thì sao? Tôi đang nắm trong tay con át chủ bài. Bây giờ tôi phải suy nghĩ cách làm sao để tận dụng nó một cách tốt nhất. Vợ của anh đúng là thông minh nhất. Em cần anh giúp cái gì,
anh sẽ dốc hết sức mình. Ra ngoài đi, biến mất khỏi mắt tôi là cách giúp tôi nhanh nhất rồi đó. Anh biết rồi, cố lên đi vợ. Quá mệt mỏi. Hai mẹ con mấy người bây giờ đáng như là ở trên 9 tầng mây rồi đúng không? Cứ vui vẻ mà tận hưởng đi. Nhưng các người sẽ không hạnh phúc được lâu đâu.